607 lượt chia sẻ. Mọi người ơi vô lại với em đi, chết rồi, nó bị văng ra rồi. Xui vậy chị. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người vô lại với em luôn mọi người nha. Trời ơi, gần 700 xe. Mọi người ơi, mọi người vô lại với em luôn mọi người nha. Nó bị văng ra mất tiêu rồi nè, mọi người vô lại với em đi. Hello cô đen. Mọi người ơi, mọi người thấy em không? Mẫu 21 02 còn không vậy? Dạ con, chị comment trên số điện thoại đi để em chốt cho chị thêm một cây nữa nha. Chị comment trên số điện thoại đi để em chốt cho chị một cây nữa chị yêu ơi. Rồi em còn mẫu đó luôn nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, ai thấy em thì mọi người comment liền cho em được không ạ? À? Mọi người comment liền cho em luôn nha. Trời ơi, nó bị văng ra mất tiêu rồi. Bên đó nói sao vậy Long? Bên đó nói sao? Chưa nói gì hết. Ồ, sao sao vậy? Bị văng ra rồi. Mọi người ơi, mọi người vô lại livestream của em đi và chia sẻ rất nhiều nhưng không biết bao nhiêu. Nobita Cao Kinh ơi, được chia sẻ nó bị văng mất tiêu rồi. Chị bên đây, chị đang live bên đó tự nhiên nó văng qua làm phải vô lại luôn nè. Là nãy giờ mất tiêu hết lượt chia sẻ rồi mọi người ơi, buồn. Rồi mọi người ơi, thì mọi người tranh thủ đi ha. Thời gian thì không có nhiều mà nãy giờ mà mình ngồi mình mò nữa nè. Rồi bây giờ mọi người cùng nhau comment cho em là nhà Thiên Văn Học đi. Em sẽ bắt đầu kết thúc mini game và like kính luôn mọi người nha. Rồi những ai có trong livestream mọi người hãy cùng nhau comment liền cho em là nhà Thiên Văn Học được không ạ? À? Để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn rồi tới phút mini game luôn nha. Rồi mọi người tranh thủ comment lại liền cho em luôn nha. Nhà Thiên Văn Học được không ạ? À? Để em lướt comment chọn ngay ra người may mắn liền luôn mọi người nha. Nhà Thiên Văn Học, trời đất ơi, ủa em chia sẻ lại rồi mà. Ừ, cứ chia sẻ lại cái livestream này cho chị với bé Nobita ơi. Chia sẻ lại cái livestream này cho chị với nha. Hiện tại cái livestream này rất là ít lượt chia sẻ, mới có 13 lượt chia sẻ thôi. Rồi, mọi người comment. Em chia sẻ hai lần, trời đất cơ, chia sẻ nhiều quá. Chia sẻ hai lần là rớt cái tập luôn rồi đó. Người ta chia sẻ tối đa là 10, tối thiểu là 11 lần đó. Ông nội, chia sẻ liền cho chị đi 11 lần lận em nha. Rồi, mọi người cùng nhau chia sẻ livestream liền cho em mọi người nha. Để em non. Sao? Ồ chê vậy, có nhìn thấy gì đâu, không nhìn thấy gì hết trơn. Hello anh Cường, hello cô đen chơi mini game không? Cô đen comment cho chị tốt đây nè, nhà Thiên Văn Học để nhận được kính luôn nè cô đen ơi. Kèm theo đó là chia sẻ livestream rồi, mọi người ơi chia sẻ livestream lại cho em nha. Thì một người chơi chia sẻ tối đa tối thiểu cho em là 11 lần nha, lộn nha, tối thiểu 11 lần. Rồi bây giờ mọi người tranh thủ chia sẻ livestream cho em luôn nha mọi người ơi. À, kính em đeo giá bao nhiêu em? Dạ kính em đang đeo giá là 180 anh nha, giá gốc 400, giá sale còn 180. À, nhà Thiên Văn Học rồi, ok. Hello dì Dào. Hello dì Dào luôn nha. Dào Thái ơi, hello bạn Dào Thái. Bạn Dào Thái chia sẻ livestream cho mình đi. Chia sẻ livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nha mọi người nha. Và chia sẻ vào 10 hội nhóm liền cho mình luôn mọi người ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị lướt comment để tặng kính luôn nha. Cái kính trên đầu mà Túc đang mang có giá là 400k một cây. Ngày hôm nay sẽ tặng cho ai chia sẻ livestream nhiều nhất được không ạ? À? Chết rồi, nó văng cái tẹt ra một cái là mất hết lượt chia sẻ rồi. Buồn quá, hu hu, mọi người chia sẻ lại giùm em được không ạ? À? Mọi người chia sẻ kèm theo đó là comment nha. Rồi bây giờ em chuẩn bị lướt comment nha. Mọi người comment nhiều đi cho lượt chia sẻ nó tăng lên. Cho lượt comment nó tăng lên là em sẽ gứa comment liền luôn. Ok chưa ạ? Hello anh Hoàng Long luôn nè. Hello Nguyễn Thị Thanh Tâm, hello anh Nguyễn Cường luôn nha. Túp ơi túp bà, hello Trang Đàn Vân luôn ạ. Rồi em lướt comment liền luôn mọi người nha. Cho mọi người lẹ lẹ lên nè. Lâu quá luôn. Bán kính nữa nha. Rồi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đây nè. Ai ạ?
Rồi, ok, Nobita cao kênh mọi người nha. Nobita cao kênh là bạn này. Rồi, Nobita ơi, em chia sẻ livestream chưa? Rồi, Nobita comment cho chị là trúng thưởng kèm theo đó là số điện thoại nha. Ở trên là Túc ơi, Túc à của Giang Đàn Văn, ở dưới là bé Thanh Tâm em chia sẻ lại rồi. Nè, thấy chưa? Ở dưới là bé Thanh Tâm comment em chia sẻ lại rồi. Ở đây là bạn Nobita. Rồi, Nobita comment cho Trúc là trúng thưởng kèm theo đó là số điện thoại luôn nha. Rồi, hello anh Việt, Túc chào anh Việt, hello Đặng Vĩ luôn nha, nhà Thiên Văn Học. Rồi bé ơi, Nobita ơi, cưng chia sẻ livestream cho chị và kèm theo đó là comment trúng thưởng kèm theo số điện thoại để chị tặng kính cho em luôn. Rồi bây giờ mình bắt đầu sale kính mọi người nha. Đầu tiên em sẽ sale cái mẫu kính này mọi người nhìn nha. Đây, cái mẫu kính này nè, hệ thống Messenger ơi, 2102 là kính chuyên dụng dành cho đi ngày đi đêm luôn, dành cho các tình yêu của em mà thường xuyên đi ngoài đường nha. Thường xuyên đi ngoài đường, đây cái kính này tặng cho Nobita luôn ha. Kính 686003 nha Long. Chắc ngủ quá. Rồi mọi người ơi, mọi người nhìn nha, cái kính em đang mang nè, thấy chưa ạ? Rất là đẹp luôn nha. Thì đây là một dòng kính cao cấp bên em, nó có giá là 700k một cây, ngày hôm nay em sẽ còn 350 cho mọi người luôn. Anh nữa rồi hả? Hello, hello anh nè, ẩn anh nữa đâu có ẩn anh đâu, em thấy anh mà. Rồi mọi người ơi, mã của nó là 2102 chị, mẹ tổng Messenger, em lên lại cho chị coi nè. Chị lấy cây này thì chị comment cho em là 2102 kèm theo số điện thoại luôn nha. 350 một cây, kính này form của nó là form hình tròn như vậy. Đó, nó sẽ ôm sát mặt của mình luôn, chống tiêu UV chuẩn 400, chống nắng, chống mưa cho mọi người luôn. Đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn nha. Kính này chống ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, TV, laptop, cho nên những anh chị nào mình thường xuyên làm việc với laptop mình mua kính này rất là tốt. Đây, chống tiêu UV chuẩn 400 mọi người thấy chưa ạ? Đó, rồi, mã kính này 2102, ai lấy thì mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Bây giờ em bắt đầu sale tất cả các mẫu kính bên em với giá là 50% các giá tiền mọi người nha, mọi người chuẩn bị lên nè. Rồi, bắt đầu chưa, em lên một cái kính trong vòng tầm 30 giây thôi là em xuống kính liền luôn nha. Rồi, đầu tiên em lên cái kính này cho mọi người. Kính này thuộc logo, thuộc thương hiệu là Gucci, có logo Gucci ở đây. Kính này em ngầu tí đây anh ơi, cái kính này anh thấy có ngầu chưa, kính này là như xã hội đen luôn nha, trùm mafia luôn anh nha. Kính này rất là ngầu luôn, mọi người thấy không ạ? Thì phong kính của nó là phong kính hình vuông. Phong kính hình vuông mà là vuông vức luôn mọi người nha, chứ không phải là vuông bầu bầu nữa mà là vuông vức luôn. Hello bé Thư Ngô, trời đất cơ hơi bị lâu rồi mới thấy bé Thư vô livestream của chế luôn nha. Rồi, mọi người nhìn nha, trồng kính như vậy là trồng kính thủy tinh, không phải là trồng nhựa, trồng meca mà nó được là mà trồng thủy tinh hữu cơ. Viền của nó nè mọi người thấy chưa, rất là đẹp. Cái kính này nha, nó tràn ra viền luôn, cái viền của nó là nằm bên trong nha, chứ không phải nằm ở bên ngoài. Mã của kính này nè, Túc thấy em không? Chị thấy em luôn Thanh Tâm nha. Kính này đang có giá là 400, hôm nay sale 180, có chữ Gucci ở đây cho mọi người. Kính này nó dẻo lắm mọi người nha, có thể là bẻ được tới đây luôn, rất là dẻo. Mã kính này 5006, 181 cây, chống tiêu UV chuẩn 400. Nam mang được, nữ mang được, rất là ngầu, em mang cho mọi người coi một lần nữa nha. Đây, những ai mũi tẹt hay là không có mũi, mũi tẹt lét 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 luôn, thì mọi người mang kính này vô bảo đảm mũi sẽ cực kỳ cao, vì cái form của nó là ôm mũi của mọi người, cho nên nhìn sẽ thấy mũi cao lắm nha. Em quay bên hông cho mọi người coi thấy không ạ? Nó ôm sát cái mũi mình luôn, nam mang cũng được mà nữ mang cũng được luôn nha. Mấy tháng nay bị chặn comment hay sao mà comment like của chút được? Hết bị chặn chưa? Em hết bị chặn chưa vậy Thương ơi? Em hết bị chặn chưa? Hết bị chặn chưa vậy? Rồi em qua mẫu liền cho mọi người, 5006 181 cây nha. Hôm nay xem toàn bộ tất cả các mẫu kính luôn. Rồi em lên kính khác cho mọi người nữa, cứ một cây kính nam sẽ lên một cây kính nữ cho mọi người coi nha. Có cái kính này đẹp lắm luôn nè, viên lên rồi đó mà nồi bánh bèo. Chưa lên anh ơi, còn hấp xỉn kìa, chưa xe lên chim chim đúng không? Mẫu kính này mở ra mở vô được luôn, mã của nó là 8722 màu đồng. Thì cái cây 8722 này em còn một cây duy nhất luôn nha. Trồng bolero chống trời chống bể cho mọi người luôn. Cái kính này nè, các anh các chị vô tình làm rơi làm vỡ xuống nó cũng không có bể luôn nha. Kính này có mã là 8722. Giá là 700k một cây. Ngày hôm nay trên livestream này em sẽ cho mọi người còn 350 nha. Ai lấy mẫu này mọi người comment liền cho em luôn nha, 350 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền, sẽ được bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Hello Đặng Vĩ, dạ cảm ơn Đặng Vĩ nha. Rồi cho mọi người coi bên trong của nó ha. Bên trong của nó là như vậy nè, có chén phản quang, cái gọng này là màu bạc, chỗ này màu vàng, trên chỗ màu vàng sẽ có chữ Boucher ở đây cho mọi người. Đây có chữ Boucher trên đây nha. Rồi bên hông mặt kính thì mọi người nhìn nha, rất là đẹp luôn. Ở đây màu vàng, ở đây màu đồng, màu vàng, thấy chưa ạ? Rồi ok, Linh Vũ Nguyễn cho em xin số điện thoại. Cái này có một cây duy nhất thôi, Long có thể tăng độ máy lạnh cho chị một độ nữa không? Em giảm một độ cho chị đi, cho nó lạnh đi, nóng quá. Linh Vũ Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại, em chốt cây này cho anh nha, 350 một cây. Bảo đảm với mọi người nhận được cây này là chỉ có khen với khen thôi mọi người nha, 350 một cây duy nhất. Rồi Linh Vũ Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại của anh luôn nha. Cái kính này em còn có cho mọi người nữa là màu bạc, có màu bạc cho mọi người luôn. Nếu như mọi người không thích quá là nổi trội thì mọi người có thể là dùng full cây này luôn.
Hello Thanh Tâm, chị Túc thấy em luôn nè. Túc ăn cơm chưa? Dạ em ăn cơm rồi anh ơi. Rồi kính này mọi người nhìn nha, giá của nó cũng 350 luôn, cũng 8722. Có điều nó là cái càng kính này chỗ này nó màu bạc thôi. Còn cái cầu kính này chỗ này là nó màu đồng nè. Màu đồng với màu vàng nó sẽ nổi bật hơn. Đó, thì những ai không thích nổi bật thì mình chọn cái form này là cái form ngầu nha. Chốt cho anh Linh Vũ Nguyễn một cây 8722 này luôn. Rồi còn cái cây màu bạc này có anh chị nào lấy không ạ? Lấy thì comment liền cho em luôn nha. Em qua mẫu liền hôm nay, một mẫu em chỉ lên trong vòng cỡ 30 giây thôi. Rồi, mẫu kính này mọi người nhìn nha, trồng thủy tinh hữu cơ chống tiêu UV chuẩn 400. Em coi kính đi biển đây, ok để chị lên kính đi biển này cho em coi đẹp lắm. L35 mọi người nha. Mã kính này 400k sale còn 149.000 một cây. Chống mưa, chống gió, chống gió bụi, chống khói bụi cho mọi người luôn. Chống cả hơi nước cho mọi người được luôn nha. Và kính này mọi người nhìn nè, có con cá sấu la có trên đây, có chữ la có khắc tia trên đây cho mọi người luôn. Rồi, em quay bên hông cho mọi người coi có chữ la có được khắc trên cái càng kính thấy không ạ? Rất là đẹp luôn mọi người nha. Rồi, em mang lại cho mọi người coi một lần nữa. L35 kèm theo đó là số điện thoại cho em. 400k một cây, hôm nay sale còn 149.000 một cây, chống tiêu UV chuẩn 400. Rồi, em qua mẫu tiếp tục cho mọi người luôn nha. Thì cái cây L35 này, à không có thấy một khói, hết một khói à. Cái ba L35 này em còn có một màu nữa là màu khói mọi người nha, màu khói như vậy. Đó, 149.000 một cây, trồng bằng thủy tinh hữu cơ, không phải bằng nhựa, không phải bằng meca. Em qua mẫu tiếp nha. Rồi, qua một cái kính đi biển cho bé Thanh Tâm luôn à. Đây, kính đi biển nè bé yêu ơi. Em mang cái kính này đi biển là chắc ngất luôn. Ok, chốt cho Lực Duy Thế một cây L35. Ok, Lực Duy Thế luôn nha. Còn ai lấy cây L35 thì cứ comment cho em luôn để em chốt hàng cho mọi người luôn nha. Lực Duy Thế một cây L35. Rồi, Lực Duy Thế một cây L35. Thằng Bùi ơi, cho em xin số điện thoại mới chốt được nha. Có số điện thoại mới chốt được nè. Hello với trang trần của chị Tóc luôn. Rồi, Thanh Tâm ơi, quất cái mã này liền cho chị đi. Là chữ L với chữ V, kính LV em nha. Kính LV, mẫu kính này là màu hồng với màu khói nè. Nó pha vô nhau, ombre rất là đẹp luôn. Và cái viền trên đây em nhìn nha, có cái viền trên đây nè. Nó sẽ được đính hai cái hạt ở trên đây. Nhìn thì rất là sang chảnh, rất là thời trang luôn. Nhìn nha, đó, đẹp tuyệt vời cho em ơi. Rồi, mẫu kính này em đem lên cho mọi người coi. Mã của nó là LV. Mọi người comment cho em kính LV nha, kèm theo số điện thoại. 400k sale còn 180, chống tiêu UV là chuẩn 400 cho mọi người luôn. Đây em sẽ test tiêu UV cho mọi người coi. Hello Trình Đỏ luôn ạ. Em chào Trình Đỏ luôn nha. Chống tiêu UV chuẩn 400, mọi người thấy không? Cái màu của nó rất là sáng nhưng mà nó cũng có chống tiêu UV cho mọi người nữa nha. Rất là đẹp luôn. Form hình chữ M thấy không ạ? Đó, đẹp lắm, nhìn nó rất là nữ tính luôn mọi người nha. Đi biển là hết sải công bà bảy luôn á. Đây, mẫu kính này. Và đặc biệt không những là đi biển, mọi người có thể là đi ngày, đi đêm cũng được luôn. Mang lên rất là thời trang, chụp hình, sống ảo là hết sải công bà bảy. À, còn kính khác không? Còn kính khác luôn. Em thích kính màu hồng không? Chị lên kính màu hồng cho em coi nha. Thì mã của kính này chỉ có hai màu cho em lựa chọn luôn. Đây, có hai màu là màu đen như vậy nè, màu khói như vậy nha, với lại màu hồng luôn. Thích màu khác ok luôn nha. Thì mã của kính này đang có mã là 2417. 2417 180 một cây em nha. Có hai màu cho em lựa chọn là màu hồng. Kính này kính cu sì. Có ông cu sì đây, con ông cu sì đây, 180 một cây, trồng thủy tinh hữu cơ. Hello Hà Trần, em chào Hà Trần luôn ạ. Kính nam ngầu đây, ok, Tống Thị Khánh Linh lên kính nam ngầu luôn nha. Rồi ai lấy cái mẫu này 2417 thì comment cho em số điện thoại, kèm theo đó là mã cho em luôn. Em lên cái kính nam ngầu ngầu cho mọi người lựa chọn luôn nha. Từ từ. Đây, kính nam ngầu mà form hình chữ nhật nha, Tống Thị Khánh Linh ơi. Em lên cho chị coi nè. Mẫu kính này là form hình chữ nhật như vậy, thấy không ạ? Thì giá của nó là 700k một cây mọi người nha. Kính này thương hiệu là Boucher, 700k một cây. Giá của nó là giá bên shop em là 700k. Hôm nay trên livestream sale còn 350 nha. Còn lại khác không chị? Còn nhiều lắm. Nguyễn Hà ơi, hôm nay chị lên hết cho em coi luôn nha. Một cái kính em lên tầm 30 giây thôi, em sẽ giới thiệu được nhiều kính cho mọi người. Mọi người thích mẫu nào thì comment mẫu đó. Em chỉ có 1-2 cây cho nên comment nhanh gọn lẹ chứ không là hết nha. Kính này chán phản quang cho mọi người thì mọi người nhớ nha, em sẽ nói một lần nha. Chống cái lớp phản quang này nó sẽ chống được ánh sáng xanh của màn hình điện thoại và tivi laptop. Rồi, bên hông cái con ve nè, lúc nào nó cũng sẽ có cái thương hiệu của nó là Boucher, thì cái con Boucher ở đây. Còn nếu như mà Lacoste thì sẽ có hình con cá sấu ngay cái logo này luôn, cái con ve này. Rồi, kính này sẽ được làm bằng gỗ mọi người nha. Cái càng kính được làm bằng gỗ cao cấp đến từ hãng Boucher. Ở đây có khắc chữ Boucher cho mọi người luôn. Ở đây màu vàng này, với lại cái màu vàng của cái càng kính trên đây nè, cái cầu kính này với cái càng kính này, nó đều được làm bằng titan thì nó không bong, không róc, không xét, không gỉ. Và 100% các khách hàng mua hàng bên em sẽ được bảo hành chính hãng 3 tháng cho mọi người luôn. Sẽ được bảo hành chính hãng 3 tháng. Sẽ được kiểm tra hàng trước khi là mình thanh toán tiền luôn. Phi ship cho em tận nơi chứ không phi ship anh ơi.
ship ngoại thành 30k, nội thành là 20k. Nếu như hóa đơn của mọi người mua 3 cây kính em không lấy tiền ship. Nếu như hóa đơn của mọi người trên 500k là miễn phí ship cho mọi người luôn. Rồi, mã kính này là trồng hình chữ nhật, nó rất là nhỏ mọi người nha. Dùng cho những anh nam nào ngầu cá tính là kính nam. Kính này nam nữ không mang được nha. Còn nếu như mà nữ muốn mang thì mình mang cái dòng kính này là dành cho cả nam cả nữ luôn. Y chang luôn, cái gọng này y chang, chỉ có khác là cái chồng này chồng to, chồng này chồng nhỏ, chồng to thì nó có hai cái cầu kính này, 1 2, thấy chưa ạ? Rồi, hai kính này đều có giá là 350 một cây hết trơn á. Mọi người comment cho em cây trên đầu này là 8819, cây ở dưới mặt em là 8814 nha. Chỉ có giá là 350 một cây, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn. Đó, ai lấy thì tranh thủ comment liền cho em, được bảo hành đầy đủ luôn nha. Bên trong có chán phản quang cho mọi người thấy không? Nó rất là sang, mọi người có thể là làm quà tặng được nha. Đẹp lắm, cái hộp của nó rất là thể thao luôn nha. Thì dòng kính này, dòng kính Butcher là dòng kính thể thao mà mọi người. Kính mà hộp màu vàng có hai con ong. Kính là hộp màu vàng là sao? Là sao? Là sao? Chị không hiểu luôn. Có hai con ong. Kính có hai con ong mà màu vàng có là kính 8060 đúng không? Kính nó đi biển đẹp đó. Qua mẫu cho mọi người coi, kính này em sẽ để trên đầu như vậy nha. Em qua mẫu cho mọi người coi liền luôn ha. Đây, kính màu vàng cho em nha. Đó, kính màu vàng hình vuông có hai con ong là kính này 8060 180 một cây bé thanh tâm ơi. Logo Gucci nằm bên đây nha. Có con ong, chồng của nó là chồng vuông. Ở bên ngoài là không có viền, ở bên trong mới có viền em nha. 180 một cây, mã là 8060, chống tiêu V là chuẩn 400. Thì mã kính này chị Túc còn cho em thêm một màu nữa, đó là màu này đây, là màu khói như vậy. Đúng rồi, ok, vậy cảm ơn cho chị Chúc đi. 8060 kèm số điện thoại, rất là đẹp, có hai màu cho em lựa chọn. Em thích màu khói hay em thích là màu trà? Đây chị mang màu trà cho em coi nha. Sang lắm nha. 8060 181 cây. Bé Thanh, bé Tâm có lấy á, bé Thanh Tâm có lấy thì comment cho chị Chúc nha. 8060 kèm số điện thoại nha. Chống tiêu V là chuẩn 400 cho em luôn. Rồi, em qua mẫu kính khác cho mọi người coi nữa nha. Đó là kính nam mà giá tầm trung một xíu. Thanh Tâm ơi, comment cho chị cái mã luôn đi ạ. Luôn em ơi, đây kính này cũng dẻo nữa mọi người nha. Có chữ Gucci bên hông cho mọi người. Trong kính màu xanh, trong kính này chống tiêu V là chuẩn 400 luôn. Nó rất là sáng luôn cho nên mình đi đêm được luôn. Em sẽ mang cho mọi người coi cái form kính của nó là như vậy nha. Ok, 8060 cho bé Thanh Tâm một cây, ok nha. 8060 cho Thanh Tâm một cây. Rồi, còn ai lấy nữa thì comment liền cho em luôn nha. Có hộp không chị? Có hộp luôn em ơi, có hộp đầy đủ cho em luôn nha. Thì kính này em đang mang có giá là 400 xe 180 mọi người nha. Nam mang cũng được, nữ mang cũng được. Mã là 0015, gọng của nó là gọng nhám mọi người thấy không? Còn bên hông cái càng kính nè, nó có sọc ba màu rất là sang luôn ha. Facebook là gì thế hả? Dạ em biết Thảo ơi, Facebook của em là Trúc Trần Anh nha. Có hộp luôn em ơi, màu khói nha, ok em nha. Đây mọi người nhìn nè, có ba cái sọc Gucci ở đây cho mọi người. Càng kính nó rất là đẹp luôn ha. Còn gọng kính, trong kính là trồng thủy tinh hữu cơ, còn cái càng kính, cái gọng kính xung quanh đó là gọng nhựa cao cấp, gọng nhám mọi người nha. Em đang mang nè, rất là đẹp luôn. Thì giá của đó là 180, mã là 0015. Qua mẫu nha, 0015 kèm tên số điện thoại cho em liền luôn. Đây em lên cái mẫu nữ này cho mọi người coi nè. Mẫu nữ này kiểu của nó là thom rau, rất là đẹp. Hiệu là thom rau mọi người nha. Ở đây cái đuôi kính nó sẽ có 3 sọc cho mọi người nè, thấy không? Rất là đẹp luôn nha. Có chữ thom rau ở trên đuôi kính. Đây ở trên cái càng kính. Trong này được gọi là form mắt mèo dạng tròn nha. Form mắt mèo mà nó là dạng tròn sẽ rất là dễ thương, sẽ rất là gọn cái gương mặt của mình luôn. Thì mẫu kính này em đang mang nó có giá là 180 mọi người nha. 180, mã của nó là 9324, 180 một cây, chống tiêu V là chuẩn 400. Thì mẫu này cái chồng của nó rất là sáng luôn cho nên mình có thể là đi ngày đi đêm được luôn mọi người ơi. Đây em mang cho mọi người coi nha. Trong này được gọi là chồng vừa chứ không quá là to mọi người nha. Đó, 9304 chống tiêu V là chuẩn 400 cho mọi người luôn. Đó, ai lấy cây này thì comment cho em nha, dành cho nữ cây này. Rồi em lên tiếp cây nam cho mọi người coi luôn ha. Em lên kính nam nha. Mọi người thích kính nam cao cấp hay kính nam giá tầm trung thì mọi người comment lên liền cho em được không ạ? Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người đâu rồi? Mọi người ơi, mọi người comment cho em là muốn lên kính tầm trung hay là kính nào cao cấp để em biết em lên cho mọi người coi. Còn những ai mà muốn lên kính nữ thì comment nữ cho em để em lên kính nữ nha. Bây giờ em sẽ lên cho mọi người một cái cây kính, đó là cây kính gấp Ray-Ban. Thì cây kính này đến từ thương hiệu là Ray-Ban mọi người nha. Em sẽ mở ra cho mọi người coi nè. Trong đây sẽ có hộp da cao cấp có chữ Ray-Ban trên đây cho mọi người luôn. Hộp da này rất là đẹp mọi người nhìn kỹ nha. Sang chảnh cực kỳ, thấy không ạ? À? Hello Thơ Nguyễn luôn ạ. À, mọi người ơi, mọi người thấy em thì mọi người comment lên cho em luôn nha. Kính nữ đi chị, ok Nguyễn Hà, xong kính này chị lên kính nữ cho em liền luôn. Mẫu kính này mở ra mở vô được luôn, thấy chưa ạ? À? Gấp ra gấp vô được luôn nha, rất là đẹp luôn. Thì kính này là kính dành cho cả nam cả nữ luôn nè Nguyễn Hà ơi. Mở ra cho mọi người coi thì kính này được gọi là kính gấp vì nó có khả năng là gấp lại được luôn nha.
Ok, ốc hến lân kính thử, đa số các bà nữ đang xem em phải không? Vậy em lân kính thử cho cái tình yêu của em nha. Mẫu kính này nữ mang được luôn nè các chị ơi. Thì mã của nó đang có mặt, đang có giá là 500k một cây. Đây là dòng kính gấp. Nhưng mà ngày hôm nay sale còn 250 cái cây kính gấp này luôn. Trong của nó là trồng thủy tinh nha. Trên đây nè, nó có chữ bất, là nó có chữ là Ray-Ban cho mọi người. Mọi người nghe em gõ nè. Thấy không ạ? Nó là thủy tinh, viền của nó được làm bằng titan, không bong, không tróc, không xét và không gỉ. Nó luôn luôn sáng bóng như vậy cho mọi người. Càng kính thì có thể là mở ra mở vô được luôn. Cho nên khi mọi người di chuyển hay là đi du lịch, mọi người có thể là mang nó rất là tiện lợi, rất là nhẹ nhàng, gọn gàng cho mọi người luôn nha. Mở ra mở vô được luôn. Đây em sẽ cất vô nha. Mã kính là kính gấp kèm theo số điện thoại cho em 250. Anh nào mà thích ngầu ngầu thì mang kính này cho em nha. Cái này em không hợp, em hợp kính không viền. Ok chị lên kính không viền cho em liền luôn. Đây, tôi sẽ lên kính không viền này cho em liền luôn. Thì mã của nó, hello doctor, trời đất ơi, mấy tháng rồi mới thấy anh vô livestream của em luôn đó. Rồi, Nguyễn Hà ơi, lên kính này cho em coi là kính không viền. Thì kính này có form là hình chữ nhật em nha. Trồng thủy tinh hữu cơ, trên đây em nhìn nè. Cái cầu kính mắt từ đây sang đây, đè lên cái tròng kính luôn, nhìn sẽ rất là sang. Ơi, chị nghe nè, Tâm ơi, chị nghe nè, em kêu chị cái gì đó. Rồi, mọi người coi nha, thì càng kính của nó sẽ rất là xinh luôn ha. Đây, mọi người nhìn nha. Dạ ok Nguyễn Hà đó, cái này đẹp lắm nè, có bông hoa ở đây, khắc hoa ở đây, có ba cái dòng ở đây nha, họa tiết rất là xinh xắn, rất là ngầu, rất là sang chảnh luôn. Ở đây nó có viền thấy không, cái viền cắt như thế này nó rất là sang, tạo điểm xinh, tạo điểm nhấn cho cái kính. Chị test tiêu V cho bé coi luôn nha, Hà nha, chấm tiêu V chuẩn 400. Mẫu kính này đang được bán với giá là 400, hôm nay sale 180, giá của nó là 180. Mã của nó là 6885. Tôi bất còn có màu khói cho mọi người lựa chọn nữa đó, có màu khói, màu khói chút mang cho mọi người coi nha. Màu trà thì nó rất là tây, còn màu khói sẽ trắng da lắm luôn. Ok, rồi Nguyễn Hà ơi, em lấy cái này thì em comment cho Túc liền luôn đi. 6885 kèm theo số điện thoại 181 cây. Nếu như 20 tháng 10 không có ai tặng mình thì mình tự tặng mình đi hen. Em cũng vậy luôn, giao trước 20 tháng 10, ok. Rồi lấy em màu khói đi, ok. Rồi vậy thì em cho chị xin cái mã là 6885 kèm theo cái số điện thoại để chị chốt cho em mẫu này liền luôn nha. Rồi, à, anh thích em rồi đó nha, thích sao vậy, sao mà thích em, anh nói em nghe coi, sao mà thích em rồi, thích em à, anh Tiên Nguyễn chưa ủng hộ kính nào bên em hết trơn á, anh Tiên Nguyễn ơi, anh Tiên Nguyễn ủng hộ kính cho em đi, anh Tiên Nguyễn ơi. Rồi bây giờ mọi người ơi, tôi sẽ lên tiếp một cái kính không viền cho các chị nữ coi nữa nha. Nữ ở đây là mình thích kính có viền hay thích kính không viền vậy mọi người? Mọi người nói đi để em biết mà em lên kính cho mọi người coi luôn nha. Mọi thích kính có viền hay không viền ta? 6885, ok cho bà Nguyễn Hà luôn nha. Cảm ơn bé Nguyễn Hà luôn nè. Rồi mọi người ơi, mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Xếp chung với bé Trang nha chị, em ở chung nhà. Ok, hôm nay là bé Trang Trần. À bé Trang Trần trúng kính là hôm nay. Có gì ship cái mẫu mà tặng á, là ship cái của Thanh Tâm là 8060 Trang Trần buổi trưa hả? Ờ, Trang Trần hồi sáng bé Trang trúng thưởng. Nhức đầu quá, bây giờ em qua mẫu nha. Em sẽ qua một cái mẫu không viền nữa và nó thuộc dòng là hơi nhẹ nhàng một xíu. À, chị ở đâu vậy? Hồng Nhi Nguyễn ơi, chị ở 436 đường 3 tháng 2 quận 10 Sài Gòn em ơi. Ok, kính không viền đây Hằng Bùi ơi. Hằng Bùi ơi, kính không viền và kính này sẽ rất là nhẹ nhàng cho mọi người luôn. Các chị nữ mang kính này vô là yêu cực kỳ. Mọi người nhìn nha, cái gọn của nó là như vậy, thấy không ạ? Thì kính này đang có giá là 400, sale 180 luôn. Dòng kính Cushy mà em đang mang cho mọi người nhìn nha. Rất là đẹp. Cái gàn kính của nó đẹp lắm. Đây, khứa như vậy, thấy chưa? Sang chảnh cực kỳ luôn nha. Ở đây nè, đó, cái chỗ này là bằng kim loại nha. Từ đây xuống đây sẽ được làm bằng kim loại hết cho mọi người luôn. Không bong, không tróc, không xét, không gỉ. Từ đây xuống đây sẽ được làm bằng gọng nhựa trong suốt mọi người nha. Rồi, ai lấy mẫu này thì mọi người comment liền cho em là mã gì đây ta? 6863 mọi người nha. 6863 đây, em sẽ test tiêu UV cho mọi người coi. Kính màu hồng này chống tiêu UV là chuẩn 400, mọi người thấy chưa ạ? Rồi, cho mọi người coi cái mẫu này, cái mẫu mà 6863 này em còn thêm một màu nữa là màu trà. Chống tiêu UV là chuẩn 400 hết luôn. Đây Túc mang cho mọi người coi nha. Kính nam đi Túc ơi, ok Huỳnh Thi, em lên kính nam đi. Có kính đi đêm và mưa không em? Dạ kính này là mình đi đêm và đi mưa được luôn chị nha. Không bám hơi nước, không bám hơi nước và không bám giọt nước luôn. Là kính này mình thấy con mắt của em rõ không? Thấy càng rõ là càng đi đêm được. Không biết bưu điện có giao chủ nhật không Túc? Chị không biết luôn Trang Trần ơi. Mắc cục quá à, chị không biết có giao kịp không nữa à, cứ ở Bình Chánh đúng không? Ủa, từ giờ xuống Bình Chánh kịp không? Năm mới năm kịp mà đúng không? Mai giao xuống tới. Ừ, chắc là kịp á. Bé Trang Trần hôm nay trúng thưởng đó. Rồi giao Thanh Tâm chung với Trang Trần luôn. Rồi mọi người ơi, mẫu kính này em đang mang nha. Thì giá của nó là 180, mã của nó là 6863. Em có hai màu cho mọi người lựa chọn. Cảm ơn Hà Nguyễn nhiều ạ. À. Cái kính không viền màu trà gọng kim loại nãy chị vừa like, ok hương trà. Chốt 6863 màu hồng cho chị Hằng Bùi đây cho coi ha. Cho
cho bạn gì đó coi màu trà kính này luôn nha, kính không viền này ha, màu trà có viền mà viền nằm bên trong nha, gọng kim loại nè, rất là đẹp luôn. Đằng trước là nó không có cái viền gì hết trơn á. Mẫu này sang lắm, 8060 180 một cây. Không, ở quận 8, trời quận 8 trong thành phố nhanh mà. Ok nha, ở quận 8 trong thành phố nhanh đó Tâm ơi. Em cảm ơn anh Ti Nguyễn ạ. À. Ti Nguyễn qua Facebook của Ngọc Thanh cả Minh luôn mới ghê chứ anh Ti Nguyễn này nha. Kính Nam đi vợ tốt ơi rồi chết cha ông Triệu Hồng Sơn kêu Kính Nam là vợ luôn kìa. Trời đất ơi, nghĩ sao khi tôi còn vợ với tôi ế chồng luôn đó cha nội. Rồi, mẫu kính này 8060 180 một cây. Ai lấy thì mọi người comment cho em nha. Siêu sang chảnh luôn. Anh đặt kính em đang đây đó nha. Dạ anh Trung Nguyễn ơi, vậy anh comment cho em đi. Cái kính này là 8060, còn kính trên đầu của em là 8819 anh nha. Anh thích cái cây nào, 8819 này hay cái cây là 8060 này, thì anh comment cho em mã kèm theo số điện thoại để em được chốt kính cho anh. Rồi bây giờ em sẽ qua dòng kính nam cho mọi người, sau đó sẽ hoành lại kính nữ liền luôn. Thì cái kính nam, cái anh trai của em ơi, anh Triệu Hồng Sơn, em lên kính nam cho anh coi luôn nha. Mở ra mở vô được luôn. Em giống như bà vợ quốc dân vậy trời, ai cũng kêu bằng vợ hết trơn vậy. Kính này đằng sau nó có gọng kim loại cho mọi người luôn, không phải cái màu ombre màu trà đấy. Ok, kính không viền màu trà này nha. Đúng chưa, đúng chưa? Rồi comment cho tốt đi bà Hương Trà Nguyễn ơi. 6885 6885 kèm số điện thoại liền nghe. 180 một cây. Lâm, Lâm nhìn tóc chị có dài lắm không Lâm? Tóc dài lắm không? Rồi bà Hương Trà Nguyễn ơi, bà lấy cái này bà comment cho em đi. Comment cho em là 6885 kèm theo số điện thoại luôn nha. Mấy hôm được nhìn thấy tình yêu. Hello độc toàn thân ơi, bị lâu rồi nghe. Độc toàn thân ơi đâu, bữa giờ là đi tán gái bỏ tốt tốt phải không? Cay mắt có buồn ngủ quá. Rồi em lên cái kính này cho mọi người coi nữa nha. Kính nam kiểu ngầu ngầu á. Tốt tốt ơi, ok anh Ti Nguyễn mở ra cho anh coi nè. Mở ra mở vô được luôn. Bao nhiêu tiền miễn phí hết dạ? Hóa đơn mà trên 500k là sẽ được miễn phí ship. Bao nhiêu tiền vậy em? Dạ anh Trung Nguyễn ơi, cái kính anh đang cầm giá là 350 một cây nha. Sao giờ này vẫn còn làm mà em? Dạ đúng rồi anh Nam Tô ơi, anh Nam Tô ủng hộ em một cái đi. Anh Nam Tô dễ thương ơi, anh Nam Tô ủng hộ em một cái, em đang mang đi. Mã của nó là 8503 đó anh Nam Tô ơi. Còn cái kính trên đầu là 8819 thì anh Nam Tô ủng hộ em nữa đi. Rồi, kính này em đang mang là một cái dòng dành cho cả nam cả nữ mang được luôn. Kính này là chuyên dành cho nam nhưng mà nữ có thể là bon chen, tại em kem chuối được nha. Vì nó là dòng unisex dành cho cả nữ. Trong này nha, trong thủy tinh, trong này trong boleroi, rơi rớt không vỡ, không bể cho mọi người luôn. Chống chày, chống xước được luôn nha. Bao nhiêu một cái em giả dạ, Lý Tư Cụi ơi, cái kính em đang mang là 350. Có được tặng kèm hộp như vậy luôn, đây là hộp cho mọi người luôn. Kính này là kính chính hãng, có hộp đầy đủ nha. Bên trong là chán phản quang cho mọi người luôn nè. Đó, hơi kính này chống tiêu UV thì chuẩn không sai một ly 400 nha. Rồi, mã kính này là 8503. Mọi người lấy thì mọi người comment cho em. Còn 3 cây anh chưa có thời gian ghé lấy dạ. Vậy khi nào anh ghé lấy thì anh lấy nha. Đây mọi người nhìn nè, 8503 nha, siêu sang chảnh luôn. 8503 có thể là làm quà tặng cũng được luôn. Em quay đằng sau cho mọi người coi nha. Đẹp lắm. Đó, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn nha. Cái hộp của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, có hộp đầy đủ cho mọi người luôn nè. Rồi, ai lấy mẫu kính này thì mọi người comment cho em nha. Là 8503 kèm theo số điện thoại. Lý Tư Cụi ơi, anh lấy cái này anh comment cho tốt đi. 8503 kèm số điện thoại tôi chốt cho anh nha. 700k sale còn 350. Mở ra mở vô được luôn, ngầu lắm luôn nha. Mẫu kính này dành cho những anh nam ngầu. Còn thích mà ngầu hơn nữa thì mình có thể là chọn cái dòng này nè. Cái dòng mà... đó rồi ta. À, cái dòng này nó còn ngầu hơn nữa nè. Cái dòng này là full cây ngầu, cái hộp 8003 của em giống cái của chị cầm không? Không, cái hộp của em á, 8060 sẽ là hộp này em nha. Tại vì giá nó là 180 sẽ có hộp này, sẽ có hộp này kèm theo khăn cho em luôn. Có hộp có khăn đầy đủ, mà hộp kiểu khác nữa cũng có luôn nha. Rồi, bao bao tối hả em? Bao tối hả em là Sam không hiểu luôn anh Tư Cụi ơi. Rồi, bao đi tối phải không? Nếu như mà anh đi tối thì anh chọn cái 8503 màu trắng này đi. Nếu như anh đi ban ngày nó chuyển thành màu đen, còn anh đi ban đêm thì nó chuyển thành màu trắng như vậy. Nếu anh đi nha, đây cái 8503 màu đen anh đang mang nè, 350 một cây. Ok, Ruby Hoàng Yến 6885 màu khói cho chị Ruby Hoàng Yến, cảm ơn chị yêu nha. Rồi, kính này 8503 màu trắng thì nó mắc hơn 100 ngàn do nó có thể đổi màu được luôn nha. À, kính đó nữ mang được không? Được luôn Ngọc Ngọc ơi, kính đó nữ mang được nha. Đây, em mang cái mẫu kính này vô cho mọi người coi là kính đổi màu. Kính này là kính đổi màu, đi ra nắng, đi ban ngày sẽ chuyển thành màu đen. Còn nếu như mọi người đi ban đêm nó sẽ chuyển thành cái màu trong trong sáng sáng như vậy. Mọi người đi vi vu luôn nha. Trong này trong bolero chống trời chống xước được luôn. Ngọc Ngọc có lấy thì comment cho tốt là 8503 viết kèm theo số điện thoại. Giá của kính này là 900k một cây, hôm nay sale còn 450 mọi người nha. 450 một cây thôi, mọi người lấy thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Rất là sang chảnh luôn.
Đó, ai lấy thì mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. 8503 kèm theo số điện thoại, dòng này là dòng VIP 450 một cây. Rồi, tôi túc qua mẫu liền cho mọi người. Bây giờ túc quay lại một cái kính nữ tiếp. À, có cái kính nữ này dễ thương lắm nè, mà hôm nay đang được sale nha. Đâu rồi ta? Đây. Đây, em lấy kính này lên cho mọi người coi. Dễ thương chưa? Kính này dành cho nữ mọi người nha. Nhìn thì nó không có viền nhưng thực chất là nó có viền ở bên trong. Viền của nó nằm ở bên trong là viền màu vàng, mọi người thấy không? Cái tròng này nó rất là sáng cho nên mọi người có thể là đi đêm được luôn đó, đi đêm được luôn nha. Bên hông của nó, cái gọng của nó thiết kế như vậy nè. Mã kính này 8070, giá của nó là 400 sale 149.000 một cây. Em với tâm tức cái hộp đựng kính lắm. Ừ, cảm ơn Trang nha. Nghỉ đi nhậu thôi em ơi, mai làm tiếp. Là em mà đi nhậu thì chắc ngày mai em đi làm gì nổi. Lăn luôn đó anh ơi. Rồi, kính này mọi người nhìn nha, càng kính của nó rất là dễ thương. Ở đây có đính hai hạt đá cho mọi người nữa nè, hai chỗ này nè. Đính hai hạt đá gọng bằng kim loại rất là sang, em mang cho mọi người coi. 149.000 một cây mọi người nha. Ship hàng tận nhà cho mọi người kiểm tra hàng luôn, rất là sang chảnh. Thì ai lấy mẫu này mọi người comment cho em là 8070 kèm số điện thoại nha. 149.000 một cây, giá gốc trên shop là 400. Mọi người có thể là ghé qua shop em để coi giá kính cũng được luôn nha, qua tham khảo cũng được nữa. Đó, em đang mang nha. 400k một cây, sale còn 149 mà là 8060, qua mẫu tiếp nha. Rồi, mọi người thích em lên mẫu gì thì mọi người tranh thủ comment cho em liền luôn. Em sẽ lên cho mọi người một cái mẫu nữ nữa nha, một mẫu nữ khác nữa cũng là kính không viền luôn. Đây, lên cái kính không viền này cho mọi người coi. Mã của nó là 6851. Đây là tròng lục giác, tròng này là tròng thủy tinh hữu cơ, form lục giác, kính cu xì mọi người nha. Có hai tầng, một tầng nhám ở ngoài, một tầng trong ở trong, thấy không ạ? Rồi. Thì càng kính này nó rất là đơn giản, một đường thẳng thôi. Cầu kính cũng một đường thẳng thôi. Kính này rất là đơn giản, mình đi biển cũng được, đi du lịch cũng được, đi đâu cũng được hết. Và thậm chí mình có thể là mang hàng ngày để đi làm cũng được luôn nha. Ai lấy mẫu này thì mình tranh thủ comment liền cho em là 6851 kèm theo cái số điện thoại liền luôn để chốt hàng mẫu này luôn mọi người nha. 180 một cây, giá gốc là 400, giá sale còn 180. Ai lấy mọi người tranh thủ comment liền cho em luôn nha. Mọi người ơi, mọi người còn thấy em không ạ? Dạ, ăn gì chưa? Nhìn mặt nó ngủ dậy quá, đừng nó ngủ dậy nha. Em ngủ được xíu. Nãy giờ ngồi ngủ hả? Khó thòm, đừng ngồi đây ngủ chứ. Ủa mọi người ơi, mọi người thấy em không? Xem kính đổi màu gọng trắng. Gọng trắng mà kính đổi màu hả ha? Kính đổi màu cái này đúng không? Cái này không phải gọng trắng mà gọng đen chị ơi. Em có một cây kính đổi màu là hiệu này duy nhất thôi. Hello Lên Khánh Vũ ạ. Đây chị ơi, cái kính đổi màu là em chỉ có một dòng này duy nhất thôi, là 8503 VIP 450 một cây nè. Nó trong sáng như vậy, nó trắng như vậy nhưng mà nó chống tiêu về chuẩn 400. Đây sao mà đụng nhẹ cho nó không kêu là sao vậy nè? Để em không kêu nha. Ờ, không đụng luôn nè, chạm nhẹ vô kêu không hiểu sao luôn. Mà sao kính đụng vô nó không kêu? Nhìn nào không? Kính đụng vô đâu kêu đâu. Mà da mà đụng vô kêu. Ta mệt á. Đó mọi người nhìn nha, chấm kêu ve chuẩn 400, mọi người thấy không à? Đó. Thì kính này có mã là 8503 VIP mọi người nha. Tôi không thấy mặt. Ơ chị thấy em nè, nãy giờ em comment gì đó, nãy giờ chị đâu thấy đâu. Chị mới thấy bây giờ thôi, nãy giờ chị thấy là chị trả lời rồi đó. Nãy giờ chị không thấy comment của mọi người luôn á. Em không thấy comment của mọi người luôn á, em thấy bị đứng comment mất tiêu rồi. Mã kính này 8503 450 một cây. Trong này là chấm chày, chống bể, chống rơi vỡ cho mọi người luôn. Bên hông nha, có chữ Boucher ở đây nè. Từ đây xuống đây sẽ được bọc một lớp cao su mà mình có thể là xoay qua xoay lại được luôn. Ở đây nè, còn bọc một lớp kim loại cho mọi người nữa. Sẽ thật là sang, thật là sáng cho cái kính này luôn mọi người nha. 450 một cây, dòng cao cấp bên em. Hỏng máy UV rồi hả? Đâu có hỏng thôi. Rồi, ai lấy mẫu này nữa thì mọi người comment liền cho em luôn nha. Là 8503 VIP kèm theo cái số điện thoại liền cho em luôn. Bây giờ em sẽ lên kính khác cho mọi người coi nữa. Đây là nha. Gọng kính này là màu trắng bên trong, còn màu hồng, màu nâu là ở bên ngoài, mọi người thấy không ạ? Thì giá của nó là 180 một cây, em ướm thử lên cho mọi người coi luôn nha. Rồi, em lên thêm vài mẫu nữa là em sẽ kết thúc livestream rồi mọi người nha. Hello Trọng Hiếu luôn nè. Đây, hộp nào cũng được mà, đúng rồi, hộp nào cũng được hết trơn. Ủa mà Thanh Tâm comment cái gì vậy? Chị Túc không thấy em comment luôn á. Cuộc đời là gì vậy em hả? Là vậy em ơi hả? Cuộc đời là vậy em ơi là sao? Chị Túc không hiểu luôn á. Em không hiểu. Ok, chốt cho Ruby Hoàng Yến 8503 VIP 450 chị yêu nha. Còn cái kính này em đang mang có mã là
8420, 181 cây 8420 luôn mọi người nha. Em chúc cái 8503 cho anh Luật Duy Thế luôn ạ. À. Ok, anh Luật Duy Thế nha. Rồi em lên thêm một cây này cho mọi người coi. Hả? Anh Luật Duy Thế ơi, anh lấy kính VIP hay anh lấy kính gì anh ơi? Đây, hello Trọng Hiếu ơi. 8503 là 8503 thường em biết. Anh ơi, 8503 thường là kính trên đầu của em đang mang. Còn nếu như anh lấy cái dòng 8503 VIP thì anh comment cho Túc là cái chữ VIP nha. À, em cảm ơn anh Vinh Hoàng, em cảm ơn Út Trần luôn ạ. À. Hello Trọng Hiếu ơi, Túc sẽ chuẩn bị ra về rồi nè Trọng Hiếu ơi. Đó, đẹp lắm nha. Anh ơi, anh comment cho Túc là 8503 VIP hay là thường anh nha. Con kính này chú sẽ giới thiệu cho mọi người, đó là kính Gucci dành cho các chị nữ. Cái chồng của nó là tràn ra viền luôn, mọi người thấy không? Cái viền của nó là nằm bên trong nha, nè nằm bên trong tới đây là đứng lại nè, thấy không? Đó, em mang lên cho mọi người coi thì mẫu kính này mình đi cả ngày được cả đêm được luôn. Kính loại màu đen ok, Luật Duy Thế 450 em nha. Anh Nam Tô nè, anh Nam Tô mệt quá, sáng giờ em có về đâu, anh Nam Tô chọc em gọi. Dạ anh Nam Tô qua chở em về đi. Rồi, kính này em đang mang mọi người nha, giá của nó là 181 cây. Kính này là mình đi ngày cũng được, đi đêm cũng được luôn mọi người nha. Chồng của nó là chồng phong, mắt mèo mà nó tròn tròn như vậy nè, nó rất là dễ thương luôn. Rồi, ai lấy mẫu này tranh thủ comment liền cho em là 9304 mọi người nha. Trời đất ơi, mà nhiều mẫu kính thiệt luôn, tùm lum mã hết trơn á. Mã kính này là 9304 kèm theo số điện thoại liền cho em mọi người nha. Rồi mọi người ơi, mọi người có lấy kính nữa không mà ôi da. Mới hả em? Dạ, kính này kính mới nha anh ơi, anh đã kính này không? Cái dòng kính này mang lên rất là đẹp luôn. Trang nói với Túc là Túc dùm. Trang nói với Túc Túc dùm cái coi bị ẩn rồi. Ừ, bây giờ chị mới thấy Thanh Tâm cảm ơn cái chữ đó luôn đó. Hello Trương Hồ, em chào Trương Hồ luôn ạ. À, Tâm Tâm ơi, chị nãy giờ chị không thấy comment của con luôn. Mới thấy comment là kêu Trang nói dùm chị Túc luôn nè. Rồi, mẫu kính này mọi người nha. Anh Nam Tô ủng hộ em cái kính đi. Hôm nay em bán chậm nè, anh Nam Tô ủng hộ em cái kính coi. Mã kính nhiều mà má ơi. Nghe Long nói không anh Nam Tô? Anh Nam Tô, Long nói kêu là thôi má ơi, ổng mua nhiều lắm rồi. Chụp hình lại để quảng cáo đây em. Ok, vậy em làm duyên tranh chụp hình nha. Má ơi, cái đầu em kìa. Chắc chắn là anh sẽ bán được cái kính này luôn. Hay là anh sẽ giới thiệu được cái kính này luôn. Ê, anh Nam Tô có lấy kính về bán không? Mà Nam Tô mua nhiều dữ thần vậy. Rồi, mọi người ơi, cái kính này em đang mang có giá là 181 cây. Yeah yeah yeah, chắc cho Linh Nguyễn 9304 luôn. Ok chị Linh Nguyễn luôn nha. Anh Nam Tô ơi, anh chụp hình em đi. Coi cái càng coi cái gọng kính nha. Chụp chưa chụp chưa? Chụp rồi hả? Chụp xong rồi đúng không? Rồi mọi người ơi, thì bây giờ cái cây kính này sẽ là cây kính cuối cùng mà em like luôn. Cho nên bây giờ em sẽ kết thúc em sẽ kết thúc livestream nha. Em chúc mọi người ngủ ngon luôn nè, chúc các tình yêu của em nói như chưa từng được nói luôn á trời. Ôi nói mệt lắm luôn á. Em nói là một rồi. Dạ anh Nam Tô, ngày mai anh Nam Tô nhớ đặt kính cho em nha. Anh Nam Tô nhớ đặt cho em cái mẫu này luôn nha, đẹp lắm luôn. Ơ sao giận chị? Quỷ sứ ha, sao mày giận chị? Hello anh Thanh Bùi. Rồi mọi người ơi, bây giờ tôi xin phép mọi người là sẽ kết thúc livestream. Bye bye mọi người nhiều nha. Chúc mọi người có một buổi tối thứ năm thiệt là vui vẻ luôn nè. Có gì ngày mai 11:30 tôi sẽ like nè. 2:30 nè, 4:30 và 7:45. Nên mọi người nhớ đón xem livestream của em nha. Nói nãy giờ luôn, ừ, chị không thấy luôn á. Mấy đứa chủ nhật làm ở nhà, anh nhờ ở nhà hả? Mấy đứa công nhân làm ở nhà, anh nhờ anh mua giùm. Thiệt là dễ thương anh Nam Tô. Lai lít dục bật bật luôn nghe. Rồi, bé Thanh Tâm ơi, em muốn nói gì á, em cứ inbox trực tiếp cho fanpage nha. Tại vì bây giờ comment của em bị ẩn rồi thì chú không thấy gì hết trơn á. Chưa bán gì đâu, dạ anh Nam Tô thiệt là dễ thương luôn, anh Nam Tô siêu dễ thương. Bye bye mọi người nha, chúc mọi người có... Anh bán gì vậy, em qua làm không? Anh Nam Tô bán cái gì vậy? Anh Nam Tô cho em với Long qua làm được không? Tụi em đang đói nè. Anh Nam Tô có gì cho em làm không? Cho em vô em làm chứ. Ok Thanh Tâm nha, 9304 là em cầm phải không? Dạ đúng rồi chị Linh ơi, 9304 là em đang cầm để em mang lại một lần nữa cho chị coi nha. Nó sang lắm. Đơn giản nhưng mà sang cực kỳ. Trọng Hiếu qua lẹ, Trọng Hiếu ơi. Đó, trong chó sủa. Em đổi cái hộp khác. Em muốn đổi cái hộp là cu xì luôn phải không? Em thích cái kính nói nhưng mà em thích cái kính cu cái hộp này luôn đúng không? Em thích hộp này luôn đúng không? Rồi nếu như mà em thích cái hộp này thì em cứ inbox cho fanpage luôn đi nha. Em để cho các chị tư vấn cho em luôn ha, bé Thanh Tâm nha. Trời mọi người ơi, kính này em đang mang là 9304 luôn nha. Bây giờ em xin phép mọi người sẽ được kết thúc livestream. Bye bye mọi người.